Xin chào anh em, Tám Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng đến với màn soi kèo hôm nay, trận đấu giữa Arsenal và Nottingham Forest. Cặp đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của giải bóng đá ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 21 giờ ngày Chủ nhật 30 tháng 10 trên sân vận động Emirates của Arsenal. Dù là đội bóng được đánh giá cao trên cơ hoàn toàn, thế nhưng kết quả đối đầu giữa Arsenal và Nottingham trong thời gian gần đây lại tương đối chênh lệch. Cụ thể, Arsenal và Forest đều có được 2 chiến thắng trong 4 trận đối đầu gần nhất. Ở lần đụng độ mới đây tại FA Cup, Arsenal đã chịu thất bại trước Forest khi đó còn thi đấu ở giải ngoại hạng nhất. Arsenal có được một phong độ cực kỳ khủng khiếp trên cả hai mặt trận Premier League và Europa League cho đến trước giai đoạn gần đây. Pháo thủ đã thi đấu 11 trận, thắng 9, hòa 1 và thua 1. Ở trận đấu mới đây nhất tại EPL, Arsenal đã gây thất vọng khi để hòa Southampton, cũng như để thua một trận ở vòng bảng Europa League trước PSV. Dù vậy, Arsenal vẫn đang chiếm trệ ở ngôi đầu bảng sau 10 trận đã đấu ở giải ngoại hạng. Cụ thể, thầy trò Arteta hiện đã có được 28 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là Manchester City. Hàng công của Arsenal đang thị uy sức mạnh không thể chống đỡ khi dàn pháo đã nã thủng lưới đối phương tới 25 lần. Trong khi đó, hàng thủ của họ vẫn vững chãi như một pháo đài khi mới nhận vào 11 bàn thua. Đồng thời là hàng thủ cứng thứ hai Premier League sau Newcastle hay Brighton, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Arsenal không ai khác ngoài tân binh Gabriel Jesus với 5 bàn thắng. Đồng thời, người đồng hương Gabriel Martinelli của anh cũng cho thấy màn lột xác ngoạn mục với 4 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Theo kèo châu Á, Arsenal chỉ thắng 1 trong 5 kèo đấu gần nhất và nổ 5 xỉu. Nottingham Forest hiện đang thể hiện rõ họ là một trong 3 ứng cử viên tiềm năng nhất cho suất xướng hạng mùa giải năm nay. Đội bóng áo đỏ hiện đang đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với 1 thắng, 3 hòa và 7 thua cho tới điểm hiện tại mùa giải. Dù là đội bóng mua sắm rầm rộ nhất Premier League và thậm chí là rầm rộ nhất châu Âu, thế nhưng những gì mà Forest thể hiện lại đẩy cổ động viên của họ chạm đáy nỗi đau. Họ chỉ có đúng 2 chiến thắng và đánh rơi điểm trong tất cả những trận đấu còn lại. Tuy rằng mới chiến thắng bất ngờ trước Liverpool, vấn đề của Forest có lẽ nằm ở chính việc họ mua quá nhiều, dẫn đến việc đội hình cần nhiều thời gian để hòa nhập với nhau và hiện tại thì vẫn đang chật vật. Mặc dù thế, có vẻ Forest cũng đã tìm được công thức kết hợp hợp lý các tân binh của họ. Hàng công của họ từ đầu mùa đến giờ được đánh giá là nhợt nhạt và thiếu sức sống với chỉ 8 bàn sau 10 trận. Còn hàng thủ cũng đã để lọt lưới tới 23 bàn, là đội thủng lưới nhiều thứ 3 ở giải đấu chỉ sau Leicester City và Bournemouth. Tuy có phong độ không tốt nhưng Forest đã thắng tới 3 trên 5 kèo đấu gần nhất, nổ 1 tài và 4 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 3,25. Arsenal sở hữu đội hình lành lặn và có sự gắn kết cao hơn, nhưng họ lại đang gặp vấn đề thể lực nghiêm trọng. Vậy nên việc Arsenal cùng Nottingham có thể cống hiến một trận cầu từ 4 bàn trở lên rất khó xảy ra. Do đó, kèo tài là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mức chấp nhà cái đưa ra là Arsenal chấp 2. Với lực lượng hiện tại, dù không có được thể trạng tốt nhất, nhưng Arsenal vẫn đủ khả năng để chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Do đó, pháo thủ sẽ là lựa chọn đúng đắn cho kèo handicap. Dự đoán Arsenal sẽ có chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.